Tiếp đến, chúng tôi xin mời quý vị đón xem phóng sự bút nhóm lửa Việt gây quỹ ngày cho mẹ yêu. Thành phố Tampa, tiểu bang Florida, thanh chúc kính chào quý vị. Hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 5 2013, ngày hiền mẫu, ngày mẹ yêu, cũng là ngày gây quỹ cho bút nhóm lửa Việt với những chuyến công tác thiện nguyện đi về Việt Nam. Và đây cũng là dịp đặc biệt vì bút nhóm lửa Việt được tròn 30 tuổi. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của Thanh Trúc. Ngày gây quỹ năm nay cũng rơi vào lễ các bà mẹ 11 tháng 5 2013 với chuỗi hạt dân kính mẹ yêu. Gói trọn tâm tình những đứa con trong đại gia đình lửa Việt dâng lên mẹ và hướng về tha nhân thương khó ở quê nhà. Năm nay là năm thứ 30 lửa Việt tròn 30 tuổi. Lửa Việt ngày hôm nay tổ chức không phải chỉ là một cái chương trình văn nghệ gây quỹ, như một sự trưởng thành của một người con trở lại với mẹ của mình và nói với mẹ của mình trưởng thành, thì thưa chị, một cái sự thành công cũng như sự hiện diện thì thấy rằng những người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái, thì bây giờ chính giới trẻ cũng trở lại. Thế sự thành công của lửa Việt thật sự là giữa tình người mà trong 30 năm có một ngọn lửa đã được đốt cháy từ con người với nhau. Và cái ngọn người đó anh em quyết định, và trong vòng 16 năm qua hành trình vượt ngược lại về với quê hương, đưa những người trẻ từ bên này không đã trưởng thành lớn lên tại đây. Và thành ra cái sự trưởng thành của lửa Việt là một trưởng thành của tình người, của người trẻ lớn lên đốt ngọn lửa, và người trẻ đã thấy ngọn lửa đó sống cho chính họ và cho những người cộng đồng, và nhất là cho những người bất hạnh tại Việt Nam. Và ngày mẹ yêu 11 tháng 5 năm nay, ngày hiền mẫu trên toàn quốc Hoa Kỳ, các bà mẹ của Tampa và những vùng phụ cận cũng vì con yêu mà thêm một lần nữa đưa một bàn tay nâng đỡ để lửa Việt có thể hoàn tất những đợt công tác thiện nguyện trong phần còn lại của 2013 và toàn năm 2014. Hàng năm thì lửa Việt cũng vẫn gửi về cho những chương trình giúp đỡ cho các em, như là nêu trên trong cái list mà Thanh Trúc đã thấy, thì cái nỗi khao khát và chờ đợi và exciting để mà đi làm cái chuyến công tác này. Tại vì tôi muốn thao thức được góp cùng một bàn tay, tại vì biết nhìn chung quanh còn biết bao nhiêu người, cho dù chúng tôi làm có bao nhiêu cũng chưa thấm thía vào đâu hết. Tại vì tôi đã từng đi về Việt Nam cũng như qua Campuchia hay là qua những nước khác, thấy người nghèo còn nhiều lắm. Thành ra những gì chúng tôi làm giống như chỉ là muối bỏ biển thôi chị. Dạ vâng, thế nhưng mà Linh Mục đã làm hết mình. Cái gì đã khiến cho ông phải làm hết mình như thế? Chúng tôi là những Linh Mục, là những người mà giống như muốn đi theo bước chân của Chúa Giê-xu. Chính như là Chúa đã xuống thế và Chúa muốn mang tình thương và muốn chia sẻ tình thương đó cho mọi người. Chúng tôi là những người, là những sứ giả, những người mà Chúa muốn sai đi. Thành ra những việc mà chúng tôi làm chẳng đáng là bao, chúng tôi chỉ muốn làm những gì mà chính thầy của chúng tôi, đó là Chúa Giê-xu đã dạy. Và chúng tôi muốn mang cái tình thương và muốn chia sẻ những cái nỗi đau khổ của những người, và chúng tôi làm hết sức mình. Và chúng tôi cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng đóng góp, cũng như cùng với chúng tôi xin hãy cho Chúa, cho Thượng Đế, cho Trời Phật mượn bàn tay, mượn trái tim, mượn đôi chân của quý vị, để có thể đôi chân, bàn tay của quý vị có thể đi ra và trao ban thật nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn cho những người nghèo. Hãy bắt tay với lửa Việt luôn là niềm mong mỏi, là ước mơ của các anh chị em trong nhóm. Lửa Việt là con đường xây dựng tuổi trẻ Việt Nam, là tâm huyết và sự dấn thân của giới trẻ Việt trên quê hương thứ hai đang cưu mang mình. Con nghĩ là nó không có hay đồ, nhưng mà xong rồi thì con nghe hoài, xong rồi thì con cảm, xong rồi con nhớ biết là mấy em mồ côi nó không có cha có mẹ, rồi con biết là con có cha có mẹ, con lucky tại vì con có, còn em mồ côi nó không có. Quý thính giả vừa theo dõi bài phóng sự buổi gây quỹ ngày mẹ yêu 11 tháng 5 2013 vừa qua ở tại Tampa, Florida. Và cho đến lúc kết thúc thì ban tổ chức cho biết số tiền thu được là 225.472 đô. Và đây là tinh thần đóng góp của người Việt ở Tampa cũng như vùng phụ cận Tampa của Florida. Thanh Trúc xin kính chào quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình tới.
thưa quý vị, chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.